Các bạn đang chuẩn bị gì vậy? Dạ, phát mì ạ. À. Phát mì cho cổ động viên đúng không các bạn? Thì đây là không khí ở trên phố đi bộ Nguyễn Huệ rất là sôi nổi. Lại để bên em có cơ hội phục vụ mình tốt nhất có thể ạ. Nè con trai ơi, chú rồi con kia không có cô trọng bi không à?